À, chúng ta ngày nào khi dụng công xong, thờ nào chúng ta cũng gầy dựng cái tính tâm tính nguyện niệm Phật cho mỗi một hành giả niệm Phật chúng ta được cái tâm kiên cố. Cái pháp môn niệm Phật này tôi thấy là đơn giản, nhưng cái người tu mà bỏ cuộc thì nhiều lắm. Nhớ kỹ, vì nó quá đơn giản nên viết rồi mình không dám tin. Và rất nhiều người là thấy mình tạo tội lỗi, nghiệp chướng nặng nề, phá thai nhiều lần, giả dối nhiều thứ, không dám tin rằng Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình. Rồi nghe người này nói cách này, nghe người nọ nói cách nọ, giết mất phương hướng. Giết mình mất phương hướng. Nghĩa là nếu như mà mình gầy dựng cái tâm niệm Phật mà cứ duy trì, mình dụng công mình tu, mình cứ tin vào bổn nguyện Đức Phật A Di Đà, thì tức khắc là mình tu từ từ tự nhiên mình có kết quả. Mà lúc mình niệm Phật có kết quả, mình tu có kết quả, cái tự nhiên tâm hưng khởi luôn. Tâm hưng khởi niệm Phật luôn, nó không có còn mà bị người ta dao động nữa. Thì biết rằng là đa phần cái người mà niệm Phật bị người ta dao động á, là ngay cái chỗ niệm Phật mà mình chi cầu, đa phần bị cái bệnh này nè. Niệm mấy năm nay mà sao không thấy gì đó. Hoặc là bị những người ta dùng những văn tự này văn tự kia, người ta thao túng từ từ giết mất phương hướng. Là người ta nói rằng tuy niệm niệm gì đó, nhưng mà cuối cuộc đời chưa chắc đâu. Tôi nhìn thấy nhiều người rồi, tuy niệm Phật gì chứ cuối cuộc đời cũng bệnh đau, cũng chết kỳ cục lắm. Phải thêm cái này, thêm cái này, thêm cái này, thêm cái này. Bản thân mình bị thao túng liền, bị sợ liền. Thấy chưa? Đó là lòng tin đối với Phật A Di Đà có vấn đề. Những người ta bị như vậy là do lòng tin đã có vấn đề. Nếu mình mà cũng lòng tin có vấn đề thì mình cũng y ra người ta thôi. Nếu lòng tin mình hoàn toàn dành cho Phật A Di Đà thì làm sao có vấn đề gì xảy ra? Thí dụ như bây giờ một đứa bé nhỏ nó chạy vòng vòng mẹ để chơi. Người mẹ thấy đứa Recording con in progress. người mẹ cứ bình thường thôi. Nhưng mà thử đứa con dắp té ăn cái đi. Tức khắc mẹ phải bỏ hết tất cả việc để chạy lại đỡ con liền. Thì Phật A Di Đà ngài đối với mình cũng vậy. Nếu mà mình mà rong chơi trong cái cõi ta bà này mà mình đang bình thường thì ngài thấy thôi kệ đi. Con cái nó chưa chịu về nhà thì thôi kệ, nó vui chơi gì kệ nó. Nhưng mà mình mà lỡ vấp ngã một cái việc gì là ngài sẽ động tâm đến liền. Thật sự mà nói, người mẹ mà thương con trong cõi đời này không thể nào sánh bằng Phật A Di Đà thương chúng ta. Vì cái sự từ bi của Phật A Di Đà thương chúng ta không thể nào mà diễn đạt nổi đâu quý vị nha. Nên từ nơi đó mà lòng tin mình dành cho Phật A Di Đà là có vấn đề. Nên bản thân của mình niệm Phật nhưng mà không được cái sự tự tại ra đi khi cuối đời. Quý vị biết cái sự tự tại ra đi khi cuối đời là cái tự tại hiện đời mình đang sống nè. Chứ không phải là mình chờ cuối đời đâu. Con người ta thường là chờ cuối đời không à. Thì thấy không, đa phần phải không, chúng ta phải bị ngồi suy nghĩ đi. Nhưng Đức thường nói chuyện là cái thế gian pháp và xuất thế gian pháp nó kết hợp lại. Vì để ý nè, rất nhiều con người hiện tại đang làm việc kiếm tiền, họ đều có một quan niệm là sau này khi tiền bạc đầy đủ và sự nghiệp ổn định, lúc đó rồi mới có thể hưởng và vui. Rất nhiều người đã mang một căn bệnh này. Và căn bệnh này nó có thể bị trầm kha, nó đi đến lúc tuổi già và chúng ta đến lúc sự nghiệp đầy đủ, bản thân chúng ta vẫn không hưởng được gì cả, vì chúng ta lúc đó không còn đủ năng lượng để hưởng. Quý vị mới nhớ kỹ. Có nghĩa là cái lúc bình thường này là sức khỏe, đầu óc minh mẫn, tỉnh táo mọi mặt, lúc này mới là lúc chúng ta có thể có khả năng vui. Giống như một ngọn đèn, chúng ta lúc này là đủ khả năng sáng. Nhưng mà mình lại chờ khi đến lúc mà cái ngọn đèn mình nó không còn đủ ánh sáng nữa. Dù quý vị có bật lên đi chăng nữa nó cũng không sáng nổi. Nên cái người trong cuộc đời này, rất nhiều người bị một căn bệnh là sau này sự nghiệp ổn định, con cái lớn khôn, an bề lập thất rõ ràng, lúc đó cha mẹ mới bình an vui vẻ. Ý nghĩ này rất nhiều người làm cha làm mẹ đã có ý nghĩ này. Và ý nghĩ này không phải sai, mà là một ý nghĩ tiêu cực. Vì nhớ không phải tích cực đâu, tiêu cực đó. Vì sao gọi là tiêu cực? Vì quý vị có quan niệm đó thì con quý vị khó có hạnh phúc. Mình đã làm cha làm mẹ cực khổ vì con mà mình dồn hết
cho con. Con không hiểu điều này thì làm sao con có được cái phước báo và hưởng được hạnh phúc. Bản thân của người làm cha làm mẹ phải gieo một cái nhân hạnh phúc và hiện đời hạnh phúc, thì con nhìn từ đó mà thấy bình an. Thật sự mà nói, đa phần tất cả những người con vui nhất là thấy cha mẹ bình an và hạnh phúc. Đó là cái gốc mà quý vị, cha mẹ là cái gốc mà nó, nên từ nơi đó mà Phật A Di Đà ngài rất là tự tại, thì chúng ta mới mong nương đến ngài. Nếu như Phật A Di Đà ngài không tự tại gì hết, chúng ta đi về quốc độ ngài làm gì đây? Thì ngài suy nghĩ đi, chúng ta là người niệm Phật mà không có một sự an vui tự tại nào như vậy thì ai đi theo mình để học Phật đấy? Dù mình chưa về thế giới cực lạc mà mình phải có cái niềm vui của cực lạc. Hôm qua có những câu mà những đức nói lên, quý vị biết những đức nghe lại cái cách những đức chia sẻ Phật pháp để quý vị biết là bằng cách nào, là nói rồi nghe lại để rút kinh nghiệm câu đó để tiếp tục nói lại. Đó là cái cách học tập mà năm xưa đại lão ở Thượng Tịnh Không cũng học thầy Lý Minh Nam, giảng xong phải nghe lại. Quý vị biết rằng là những câu hôm qua, buổi tối hôm qua nói rất quan trọng. Nếu như chúng ta tin vào bổ nguyện Đức Phật A Di Đà thì trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, vì bổ nguyện Phật A Di Đà không có trở ngại. Nhưng nếu quý vị tin vào những đức, quý vị sẽ bị trở ngại. Vì tin những đức đến giúp đỡ quý vị sẽ bị trở ngại. Vì sao? Vì nếu như quý vị trong lửa, những đức sẽ không dám nhào vô để cứu quý vị. Những đức cũng không có đủ bản lãnh để nhảy vô đó để hộ niệm. Nếu như quý vị ở trong nước trôi, những đức sẽ không dám nhảy xuống nước để hộ niệm cho quý vị. Và những đức sẽ không đủ bản lãnh để giúp cho quý vị an định tâm trong lúc quý vị đang ở trong dòng xoáy của nước. Nếu như quý vị ở trong bị đắc sụp, những đức sẽ không đủ bản lãnh để nhảy vào đắc sụp để hộ trì giúp đỡ cho quý vị. Nó rõ ra ở trong cái ngũ dục lục trần này chúng ta sẽ chịu nhiều kiếp nạn. Con người giúp mình sẽ không đủ bản lãnh để hộ trì mình trong lúc đó. Chỉ có bổ nguyện Đức Phật A Di Đà không trở ngại. Quý vị phải nhớ rằng bổ nguyện Đức Phật A Di Đà, ngài là bậc toàn giác toàn năng. Khi mình đã chân thật tin ngài và nương vào bổ nguyện của ngài, thì dù mình ở trong hoàn cảnh sụp đổ khổ đau nào, nhưng bổ nguyện của ngài sẽ thể có thể soi gọi. Trong cái quang minh soi gọi đó có vô lượng chư Phật ở trong đó, vô lượng Bồ Tát hiện ở trong. Thì quý vị biết rằng là các ngài sẽ an ủi chúng ta trong lúc chúng ta bị nạn, ở trong hoàn cảnh bị đụng xe hay là té giếng hay là lửa cháy. Ở trong hoàn cảnh đó, đối với các ngài không có trở ngại. Vì vậy không có trở ngại, cái nguyện lực của các ngài đi vào đó và chúng ta ở trong đó mát mẻ vô cùng, không bị trở ngại một chút nào hết. Nếu như trong hoàn cảnh đó mà mình vẫn tin Phật, đó mới gọi là tin vào bổ nguyện của Phật. Nên tất cả những hành giả tu tịnh độ phải nhớ kỹ, mỗi người chúng ta phải tin chỗ này, là cái chỗ này rất quan trọng nè. Tuy rất nhiều người nói tu tịnh độ nhưng hành trì tịnh độ thì chưa chắc. Tu tịnh độ và để hành trì tịnh độ là khó. Đây là chỗ 100%. Dù là mấy chục năm trong cuộc đời có thể viết sách nhưng chưa chắc là hành trì tịnh độ. Viết sách thì không có gì khó đâu quý vị. Chỉ cần coi những công đoạn chư tổ sư cắt ghép lại, và chúng ta chỉ cần nói thêm vài câu nữa thì ra cái quyển sách của chính mình trích lục rồi. Nhưng để hành trì một cái quyển sách, hành trì những lời dạy đó thì khó. Để thấy từ xưa tới nay ít có ai tu tịnh độ mà đưa ra cho quý vị một phương pháp tu. Vì sao quý vị biết không? Vì cái sự hành trì của các ngài, một là quá cao, hai là gì? Các ngài đa phần các ngài chỉ diễn văn tự, chưa hành trì văn tự. Nếu như thật sự hành trì văn tự sẽ có một cách tu cho quý vị thấy rõ ràng. Như bản thân những đức đi vào chùa, những đức đã thấy ra cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này hay. Thật sự không biết sao những đức thấy ra. Từ khi những đức vô chùa tu làm cư sĩ, những đức đã thấy rồi. Thấy là con người ta khi những đức thấy họ đang tụng kinh, họ sẽ ngủ gà ngủ gật. Khi cái gì mà nhẹ nhẹ là họ sẽ ngủ liền. Tự nhiên mình quan sát, mình thấy cái điều địa chung này nó đánh vào tâm thức của mình. Nó đánh keng 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 keng, nó thu hút mình từ chậm, nó đi vào nhanh. Mà mình càng nhanh mình bị thu hút vào. Nên từ nơi đó mà mình có thể nhiếp tâm bằng nhiều người, mình có thể tỉnh được. Địa chung mà có nhiều người mình đã ngủ gục rồi mà. Còn phương pháp lễ Phật này, quý vị biết rằng nó rất nhịp nhàng. Và phương pháp niệm Phật, cái phương pháp lễ Phật này
nó rất là phù hợp vào cái phương pháp dưỡng sinh cao cấp quý vị à, chứ không phải tầm thường đâu. Nhưng Đức nói với quý vị nghe rằng là nếu ai mà bệnh nhức sống, nhức mình, nhức mỏi, trẻ già gì cũng vậy, chỉ cần áp dụng pháp lễ Phật này thôi, thì sẽ thấy cái lợi ích cực kỳ lớn luôn. Và cái phương pháp lễ Phật này giống như nó giúp cho tế bào quý vị được tưới tẩm mát mẻ vậy đó quý vị. Và dùng phương pháp niệm Phật lễ Phật này nó làm cho quý vị bị trẻ trung lại luôn. Tại vì sao quý vị không? Nó có một cái cảm giác đặc biệt làm sao á. Khi quý vị mà chân thật hành trì, quý vị sẽ thấy rằng là nó có một cái sự an lạc tuyệt vời như thế nào á. Khi buổi sáng bị tu xong nghe, dù là quý vị thức dậy quý vị hơi bị mỏi mệt buồn ngủ nghe, nhưng khi bị tu xong một thời, quý vị biết rằng con người bị rất tỉnh táo, con người rất tỉnh táo và đầu óc quý vị rất tỉnh táo. Đây là một cái gì cực kỳ quan trọng mà chúng ta hành trì cả đời gây dựng cái năng lượng này để mà cuối đời chúng ta nhất định tỉnh táo. Nên những đức nói rằng cái người niệm Phật muốn sanh cực lạc nhất định phải có sự an vui hiện tại mỗi ngày này của cực lạc. Mà cái niềm vui mỗi ngày của cực lạc là niềm vui gì biết không? Đối với cái ngũ dục lục trần này phải nhẹ, phải nhẹ. Nếu như vì nặng với cái ngũ dục lục trần này, 100% quý vị có từ bi cỡ nào, quý vị có thương người cỡ nào, quý vị cũng là người nặng nề. Vì bị nặng nề là phan duyên quý vị. Dù là mình muốn giúp người, mình muốn lo lắng cho người, nhưng mà mình bị cái tâm phan duyên, cái tâm miễn cưỡng, và cái tâm mình gọi là bắt buộc mình phải làm cho bằng được. Cái này là mình bị phiền não nè. Cái này là bị phiền não nè. Còn nếu như mình vì người mình làm, mà nếu như bản thân của mình an lạc thoải mái tự tại tùy duyên, thì đúng, đúng lời Phật dạy rồi. Thật sự rất đúng lời Phật dạy quý vị à. Những gì mình có duyên mình làm được mình chân thật, gia đình mình lo được mình chân thật. Nhưng những gì mình không làm được thì thôi, có nghĩa là thì thôi, thì bản thân mình phải buông xuống. Và mình không buông xuống được, mình phải bình tĩnh ngồi suy nghĩ là mình có nên buông xuống hay không. Vì việc này mình không buông rồi có buông hay không? Khi mình suy nghĩ đã ra rồi nhất định phải buông xuống. Nên đa phần con người mình bị phiền não là mình bị cái dòng say cuốn vào, và nó cuốn mình vào trong đó, và bản thân mình bị mù mờ luôn vậy đó. Mình chỉ đặt vào một vấn đề gì mà mình không mở rộng tâm lượng ra, nên từ nơi đó cái khổ đau này nó trói buộc mình không thể nào sở ra được. Nhưng nếu bản thân mình mở rộng phạm vi ra thì nhất định cởi mở liền, chắc chắn quý vị luôn. Nhưng mà phương pháp để giúp mình cởi mở đó là gì? Niệm Phật lễ Phật. Phương pháp này hay, có nghĩa là 100% phương pháp này rất hay. Quý vị biết rằng là trong cuộc đời những đức, dù là sinh trong một gia đình nghèo khổ, nhưng mà bản thân những đức chưa bao giờ khổ, chưa bao giờ buồn. Chỉ có 2 lần trong cuộc đời những đức buồn, thật sự buồn, mà buồn dài ngày, mà thật sự là có buồn thật sự luôn đó. Đó là một lần những đức từ ở chùa Quan Âm đi ra. Thì biết rằng cái cảm giác mà 5 năm ở một nơi, cái cảm giác mến tay mến chân đối với đại chúng trong chùa, sống với con người, khi quý vị xa con người, quý vị sẽ có một cái cảm giác không tưởng tượng được. Nói đơn giản thôi, vì thương một người thôi, khi bị xa một người rồi, quý vị sẽ có một cái cảm giác nó không tưởng tượng được. Cái nỗi buồn da diết nó không tưởng tượng được đâu. Không chi là sống trong một gia đình mà bao nhiêu con người đó quý vị. Khi hồi đó mà những đức ra khỏi chùa đầu tiên ấy, vì là 3 giờ phía là những đức đi lên xe, những đức đi. Quý biết thật sự mà tối đêm đó mình không bao giờ ngủ. Có người mình không biết làm sao á. Cái cảm giác này ai mà đã từng buồn khi xa người thân, xa người mình thương yêu vì sẽ biết liền. Không chỉ là xa nhiều người, cái tình cảm đó nó đột phá vào tâm mình sao á. Thật sự mà nói á, dù vì không muốn khóc đi chăng nữa nước mắt vì cứ chảy suốt luôn. Thật sự vì không muốn khóc nước mắt cứ chảy suốt luôn. Nó có nghĩa là ít gì cũng phải 3 ngày 3 đêm. Đó là lần đầu tiên của những đức. Còn khi mà tới lần thứ hai là khi những đức ra khỏi chùa Hộ Pháp, sự tác động nó không đơn giản chút nào. Suốt một tuần lễ, con người cả ngày lẫn đêm không thể nào mà gọi là chợp mắt được, và cực kỳ buồn. Cái buồn của tác động vào tâm mình không tưởng tượng được đâu quý vị. Và cuối cùng chỉ có công phu niệm Phật thật sự vượt qua. Ngày xưa lần đầu tiên ở ngôi chùa đầu tiên là những đức xuống khu chuyên tu được dụng công, và mỗi buổi sáng đi trồng rau. Chưa dụng công được như bây giờ những đức ra ngoài nghe, nhưng mà những đức được dụng công, buông xuống công việc được dụng công. Như vậy mà nó buông ra được.
Rồi lần thứ hai này là ra ngoài là quý vị thấy chiêu lại là những đức tu với quý vị, đúng không? Là tu suốt luôn, nhờ niệm Phật lễ Phật nó nguôi ngoai tâm, và cuối cùng ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại cần phải buông xuống, buông xuống đó. Cuối cùng những đức thấy rằng là đúng, rõ ràng không có một người thương yêu nào có thể giải quyết giùm vấn đề đau khổ buồn khổ của mình, chỉ đúng niệm Phật lễ Phật buông xuống được. Đúng rõ ràng trong cái bộ nguyện Đức Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn, không thể giải thích. Thật sự mà nói, pháp môn tịnh độ này bình thường nhưng cực kỳ phi thường, đơn giản nhưng khó giải thích, không ai giải thích nổi, chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tôn cùng thôi. Chỉ cảnh giới chư Phật mới đột phá vào pháp môn tịnh độ này được. Vì pháp môn tịnh độ này là pháp môn của chư Phật, không đơn giản chút nào. Đó là Phật A Di Đà. Nên quý vị coi 41 vị đại sĩ ở Hoa Tạng bên cạnh của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai mà các ngài phát nguyện về thế giới cực lạc, như vậy mà Đức Phật rất hoan hỷ, các con về đi tốt. Không chi chúng ta, nếu như mình niệm Phật mà muốn sanh cực lạc, quý vị coi chư Phật Bồ Tát hoan hỷ cỡ nào chưa, sẽ tán thán quý vị cỡ nào chưa. Quý vị là những con người ở cõi Ta Bà này bao nhiêu cái sự vui vẻ trong ngũ dục lục trần, trong sự khổ đau chối buộc đủ chuyện trong đây, mà quý vị có thể trong hoàn cảnh khổ đau dính mắc này mà niệm Phật muốn sanh cực lạc, chư Phật Bồ Tát cực kỳ khen chúng ta. Vì sao? Khó tu, cõi này là cõi khó tu. Nên kinh Vô Lượng Thọ mới nói rằng một ngày một đêm mới cõi Ta Bà tu bằng 100 năm ở thế giới cực lạc. Vì sao như vậy? Vì quá khó, cực kỳ khó, mang thân trở ngại khó tu, tình cảm trở ngại khó tu, vật chất trở ngại khó tu, đầy đủ đa dạng phương tiện để làm mình khó tu, nhưng mà mình vẫn chịu tu muốn gì cực lạc. Việc này chư Phật Bồ Tát tán thán. Nên mười phương chư Phật tán thán Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật là cường khôi. Vì sao? Sanh trong đời ngũ trược ác thế mà vô đây để thành tựu quả vị của Phật. Ngài thiết cường khôi, gan dạ đó. Nên quý vị biết rằng trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng quý vị hãy niệm Phật sanh cực lạc đi, về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà trao cho quý vị một chiếc áo giáp rồi mới trở lại cõi Ta Bà này. Chiếc áo giáp đó là gì? Là nhẫn nại. Chiếc áo giáp đó là nhẫn nại, chứ không phải chiếc áo giáp thiệt. Và Phật A Di Đà cho mình một cái tâm nhẫn nại, một tâm kiên định. Kiên định là không nhiễm, nhẫn nại là buông xuống tất cả những thứ trở ngại chúng ta, như bao nhiêu mũi tên bắn vào mình nhưng không bao giờ trúng mình. Dù có trúng bên ngoài chảy máu tuôn tuôn nhưng mà không bao giờ nhào tâm mình, vì mình có một tâm kiên định mà nhẫn nại. Cái gì cực lạc trở lại độ sanh cực kỳ nhẫn nại và trí tuệ vô cùng, nhìn rõ được chúng sanh đang cần cái gì để cứu độ họ. Nên phải về thế giới cực lạc, nhưng phải tin bổ nguyện Di Đà. Cái này là cái nhấn mạnh cực kỳ mạnh, những đức đã nhìn nhận rõ ràng rồi. Vì Phật A Di Đà sắp xếp những đức nhìn hết rõ ràng hoàn cảnh ở trong nhân sự, ở trong người già, ở trong con người, gặp bao nhiêu Phật tử, từ người tu hành tịnh độ bỏ cuộc, người làm từ thiện bỏ cuộc, cuối cuộc đời chết thê thảm, những đức nhìn qua hết rồi, nhìn qua hết luôn, nhìn rõ ràng luôn. Đứng từ phía sau những người có địa vị, nhìn rõ ràng cương vị, nhìn rõ ràng hết luôn. Cho mình như vậy, những đức nói bị cứ yên tâm đi. Thật sự cả bản thân những đức cũng vấp ngã trong cuộc đời này để đứng lên niệm Phật, đó cũng là một nhân duyên không đơn giản chút nào. Vì để cho con người ta thấy rằng phải, dù vấp ngã cỡ nào cũng phải niệm Phật, dù khổ đau cỡ nào cũng phải niệm Phật, thịnh vượng cỡ nào cũng niệm Phật, mà mất hết tất cả cũng niệm Phật, trong hoàn cảnh nào cũng niệm Phật, để tất cả chúng sanh trong hoàn cảnh nào cũng phù hợp chỗ đó để mình giúp người ta. Đây là cái rất quan trọng, quý vị phải tin ngay bổ nguyện Đức Phật A Di Đà. Không được nao núng gì tất cả con người nói này nói kia nói nọ, dù họ có nói hay cỡ nào, nhưng cái hành chi vẫn là ngay bổ nguyện Đức Phật A Di Đà mới là chỗ quyết định cho chúng ta. Nếu như quý vị đánh mất chỗ này thì quý vị hoàn toàn thất bại. Quý vị theo ai cũng vậy, tùy quý vị, quý vị cũng là phải niệm Phật. Quý vị phải nhớ kỹ rằng cả đời quý vị là người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tuyệt đối không có một cái thần tượng nào trong tâm quý vị ngoài Đức Phật A Di Đà cả. Hãy nhớ kỹ điều này. Đối với chồng, vợ quý vị hãy thần tượng họ bằng cái hình thức gì phù hợp nhân sinh. Tuyệt đối không còn cái thần tượng bất cứ một người nào cả, để giữ hạnh phúc gia đình để tu hành. Còn trong tâm thâm thẳm thâm tâm quý vị, chỉ có Phật A Di Đà là điểm thần tượng thật sự của quý vị. Đó là đúng rồi, không sai đâu. Thật sự không sai.
Nếu ai nói rằng người ta sẽ giúp quý vị giảng sanh, hoàn toàn lời nói này không đúng. Hoàn toàn không đúng. Những đức nói rằng những đức sẽ giúp quý vị giảng sanh, hoàn toàn không phù hợp, không đúng. Những đức chỉ là người chỉ để quý vị, và bản thân những đức cũng vậy, phải tiến đến cái bổn nguyện Đức Phật A Di Đà để cầu ngài tiếp giảng thôi, chứ không có ai có khả năng là giúp cho ai giảng sanh cả. Mà chính quý vị là người tự độ và độ người. Phật pháp rất hay. Phật pháp chỉ là dạy mình, Phật pháp là cho mình một ngọn đèn để bản thân mình tự soi đường mà đi, chứ không có ai là người có thể dẫn mình thế giới cực lạc được cả. Chỉ có Phật A Di Đà thôi. Nên lòng tin với Đức Phật A Di Đà là đúng bon luôn, không sai một chút nào cả. Không sai đâu quý vị à. Những điều những đức hướng dẫn quý vị đây là đánh tan tành hết những cái tâm lôi kéo dính mắc gì hết luôn. Vì bản thân nhà đức bây giờ cũng không cần lôi kéo quý vị. Quý vị có đến những đức hay không đến quý vị kệ quý vị. Vì bản thân những đức bây giờ không có một tổ chức gì cả. Những đức chỉ là thật lòng đem tịnh độ chân thật để chia sẻ cho quý vị nghe đó. Nó không có một tổ chức, những đức cũng không cầu danh gì hết. Vì những đức không cần danh đó nữa. Vì những đức là người từng danh lợi quá cao. Không lẽ bây giờ những đức gớt xuống, những đức đi bò lên vì danh lợi, vì cái giả tạm đó sao? Cuối cùng danh cao thì cuối cùng bị người ta đập tan nát nữa. Không lẽ tiếp tục bò lên nữa, cả đời lao theo danh lợi, cuối cùng những đức chết trong danh lợi, những đức có được giáng sanh đâu? Bây giờ những đức không cần danh lợi đó nữa. Những đức chỉ mỗi ngày mấy buổi cơm ăn, những đức không cần gì những điều khác. Nên những điều những đức chia sẻ cho quý vị không có một vướng mắc gì, không có một sự lôi kéo gì. Và những đức cũng không bao giờ nghĩ rằng những đức sẽ gặp quý vị. Nên những đức cũng không cần buộc ràng quý vị. Nhớ kỹ điều này. Đó là lời chia sẻ rất chân thật. Quý vị hãy tin ngay bổn nguyện Đức Phật A Di Đà đi. Quý vị cứ chân thật mà niệm Phật đi. Quý vị đừng có sợ, đừng có lo. Dù bây giờ đang quý vị đang bệnh, đang uống thuốc, nhưng quý vị hãy tin vào bổn nguyện Phật A Di Đà. Tiếp dẫn quý vị không có trở ngại. Không có trở ngại. 100% không trở ngại. Dù quý vị có tạo tội nghiệp nặng cỡ nào, nhưng quý vị đã quyết tâm cầu sanh cực lạc thì quý vị dừng lại. Phải dừng lại. Tạo tội nghiệp có bao nhiêu lần, nhưng bây giờ đã quyết định giảng sanh là phải dừng tội lỗi đó lại. Và từ bây giờ phải niệm Phật cầu sanh cực lạc. Không muộn đâu quý vị. Không muộn đâu. Đừng bao giờ nói tôi đã tu hành tạo tội nghiệp rồi, bây giờ tôi không có khả năng tu nữa. Quý vị là người nhục chí. Hãy tiếp tục mà dừng lại và tin vào bổn nguyện Đức Phật A Di Đà. Trong cuộc đời quý vị dù 2-3 lần như vậy, phải dừng lại và tiếp tục tin Đức Phật A Di Đà. Cái quyết định là cái cuối cùng kết luận của quý vị có tin vào A Di Đà hay không, là vì thành công được giảng sanh. Chắc chắn quý vị luôn. Sự cứu độ Phật A Di Đà thù thắng lắm, tuyệt vời lắm. Phải tin Phật A Di Đà. Tuyệt đối không được tin con người. Con người có thể nói cách này, cách kia, cách nọ, nhưng cách nào cũng không ngoài khuyên quý vị niệm Phật cầu sanh cực lạc đâu. Chỉ có như vậy thôi. Và họ, bản thân họ cũng phải về cực lạc nè, chứ không phải là họ là người ở thế giới cực lạc đâu. Nếu họ là người thế giới cực lạc thì nói chi nữa bây giờ. Họ là người ở thế giới cực lạc là 100% họ sẽ khuyên quý vị tin bổn nguyện Di Đà, chứ không phải tin họ đâu. Vì coi đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni, dù là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, những bậc thượng thủ có giỏi cỡ nào, đi đến đâu à, để mà hoằng pháp cũng là đem chúng sanh về để quy y Phật, phải không? Chúng ta là những người đệ tử Phật A Di Đà, mình phải đem thầy mình là bậc đại giác ngộ, toàn giác toàn năng, bổn nguyện thù thắng, mười phương chư Phật tán thán, để mà khuyên người ta nên tin thầy của mình là Phật A Di Đà, cha lành của mình là A Di Đà Phật. Khuyên người ta như vậy, chứ không phải đẩy vào mình, vì bản thân mình không thể nào chịu gánh nặng đó được. Bản thân mình không gánh được vì mình không có cái bổn nguyện này. Mình không có bổn nguyện thù thắng. Mình có cái nguyện này mà mình chưa đạt được các khả năng viên mãn chứng quả. Nên nếu gánh vào mình, người ta sẽ sụp đổ hết. Nên phải đưa người ta cái gánh A Di Đà Phật, thì Phật A Di Đà sẽ gánh được tất cả chúng sanh, không có bị trở ngại gì cả. Vì Ngài có khả năng toàn giác toàn năng. Mình chưa đạt khả năng đó. Mình chỉ mới phát tâm của Bồ Tát Sơ Địa thôi. Dù phát tâm có lớn cỡ nào cũng là Bồ Tát Sơ Địa. Phát tâm Bồ Tát Đạo Sơ Địa là ở cái cõi này thôi. Chúng ta còn thối chuyển mà quý vị. Nó nên phải đưa người ta tin vào bổn nguyện Di Đà, thì trong hoàn cảnh nào người ta cũng thành công được. Trong hoàn cảnh nào người ta cũng thành công được. Vì người ta có lòng tin mà gọi là không thể nào bị đánh mất được. Còn lòng tin ngay mình sẽ bị đánh mất nè. Vì một ngày nào lỡ mình làm sai, người ta sẽ mất lòng tin với mình nè. Nên tin Phật A Di Đà, người ta sẽ không bao giờ mất lòng tin với ai cả. Vì người ta tin Phật A Di Đà, tin nhân tin quả. Nên Ấn Tổ Ngài nói rằng tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Ngày nay ngày mai chúng ta sẽ nói về tín nguyện cho cực kỳ sâu. Vì hai ngày này là gầm lớn,
Con người còn sống, người đã chết phải nghe, để hướng về Phật A Di Đà, buông tâm hận thù đòi nợ, để mà cầu sanh cực lạc. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật.